Từ miền Tây vai khoáng ba lô về Đồng Nai tu pháp Như Lai, tay nắm tay kết duyên từ đây Đông Tây hội ngộ. Sáng nay khi bạn đọc những dòng chữ này thì Hội trại Tuổi Trẻ Dòng Phật Giáo lần thứ 14 nối dòng Tây Lớn năm 2024 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 7 năm 2024 tại chùa Quốc Ân Khải Tường đang bước vào ngày bế mạc với sự tham gia của hơn 300 tình nguyện viên, những người luôn sống với lý tưởng cho đi là còn mãi. Chiến thắng nào cũng cần lắm những chiến binh, thành công nào mà chẳng cần những con người dũng cảm, dám dấn thân, hy sinh vì mục tiêu cao cả. Để có được một mùa hội trại tươi vui và ngập tràn niềm hạnh phúc, rất cần đến những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi cùng chung sức với ban tổ chức. Hội trại Tuổi Trẻ Phật Giáo lần thứ 14 tại chùa Quốc Ân Khải Tường đã rất vui khi đón nhận những tình cảm của các bạn trẻ đến từ các tỉnh thành phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long An, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu đăng ký xin được tham gia dấn thân phụng sự. Trải qua những lần phỏng vấn, hơn 300 bạn tình nguyện viên đã cùng nhau quy tụ về ngôi Già Lam, Quốc Ân Khải Tường phụng sự Hội trại Tuổi Trẻ Dòng Phật Giáo lần thứ 14 năm 2024 với chủ đề Nối Dòng Tay Lớn. Đây là lần thứ 14 Hội trại Tuổi Trẻ Dòng Phật Giáo được tổ chức với sự tham gia hưởng ứng của các tỉnh thành phố phía Nam. Điều đó đã chứng tỏ được sự lớn mạnh, sức lan tỏa mạnh mẽ của Hội trại Tuổi Trẻ và Phật Giáo. Hội trại là một trong các hoạt động cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn tới xã hội, được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ và Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương tổ chức từ hơn 10 năm trước, với mục đích cao đẹp đó là đẩy mạnh quá trình giao lưu, học hỏi giữa các câu lạc bộ thanh thiếu nhi Phật tử của các tỉnh thành phía Nam, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn trẻ, sinh viên, học sinh Phật tử trong những ngày hè. Hội trại giúp các em khơi dậy lòng tri ân và biết ơn của các em đối với ông bà cha mẹ, tình yêu quê hương đất nước, lớp người đi sau biết kính trọng lớp người đi trước về sự hy sinh xương máu của ông cha mình, khuyến khích các em quan tâm về lợi ích của môi trường, biết bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh ở tất cả xóm làng kênh rạch nơi mình sống và đi qua, giúp các em hiểu rõ cuộc sống để nhận biết về tai hại và tránh xa các tệ nạn xã hội. Qua 13 kỳ tổ chức, hàng ngàn em tình nguyện viên đã tham gia phụng sự cùng với ban tổ chức. Các em chính là cánh tay nối dài giúp ban tổ chức đã lan tỏa được những thông điệp và ghi dấu ấn trong lòng các bạn trại sinh với nhiều khoảnh khắc tự hào đáng nhớ. Dù các bạn tình nguyện viên và trại sinh đến từ nhiều địa phương, nhưng tất cả đã làm quen, giúp đỡ, quan tâm nhau như anh em một nhà. Các bạn tình nguyện viên luôn sát cánh bên các trại sinh, thăm hỏi, tận tình hướng dẫn trong tinh thần hòa ái, yêu thương, cho nhau những kỷ niệm đẹp. Tình nguyện viên Phan Phi Phụng chia sẻ, đến với hội trại, em mong được làm tình nguyện viên vì em muốn trao đi yêu thương, muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa cho mọi người. Đã từng tham dự nhiều hội trại, khóa tu, em hiểu sự bỡ ngỡ, rụt rè, e ngại của người lạ là thế nào, nên em luôn cố gắng để các bạn dễ hòa nhập và yêu thích nơi mình đến. Và lúc mà em bắt đầu đăng ký cho tới hiện tại thì em rất là háo hức, em chờ, em rất là nôn để tới để tham gia hội trại, để kiểu là mình có thể học hỏi thêm, để đổi mới bản thân mình hơn, để phát triển bản thân mình hơn. Với lại là sau khi tới đây tham gia, cái năng lượng của các bạn á, là cho em rất là vui, dù là tụi em làm rất là nhiều, rất là mệt, nhưng mà tụi em vẫn rất là giữ cái tinh thần rất là thoải mái, vui vẻ để phụng sự. Em muốn chia sẻ các bạn là các bạn nên tham gia những cái như thế này, tại vì khi mà tham gia cái này mình mới biết là bản thân mình có thể làm được những gì và có thể làm hơn được hơn thế. Với lại là đặc biệt là cái ngành của em là ngành du lịch, thì em cần phải tham gia hội trại lần này thì nó thể giúp ích cho em được rất nhiều trong công việc của em và trong cái ngành của em học. Cả là khi mà tham gia hội trại thì em được tiếp xúc với các anh lớn và được học hỏi các cách tổ chức chương trình như thế nào, cách quản lý như thế nào, với lại là tiếp xúc được với các sư thầy sư cô, được các sư thầy sư cô take care rất là nhiều, được chăm sóc, mặc dù tụi em cũng có làm rất nhiều và cũng được các sư thầy sư cô đặt dành cái quan tâm cho tụi em. Trong quá trình tham gia tuyển tình nguyện viên thì em chờ được phỏng vấn, em đăng ký rồi em được chờ phỏng vấn, sau đó là em được phỏng vấn tập huấn. Rồi sau bao ngày chờ đợi thì em mới được tuyển chọn vào đây. Thì trước khi em đến hội trại, em cảm thấy rất là háo hức vì đây là lần đầu tiên tham gia hội trại.
Cái thứ hai, khi tham gia đến với hội chạy, cái quy mô đầu tư rất là chỉnh chu. Và cái thứ ba là với số lượng chạy sinh lên đến mấy ngàn thì em thấy rất là đông và vui. Khi tham gia hội chạy, em gặp được nhiều bạn. Tiếp theo là em học được nhiều kinh nghiệm. Ví dụ như cách là quản lý một nhóm người, rồi cách làm một trò chơi, hay là quản lý nhân sự, rồi làm lửa trại, vân vân. Em cảm giác rất là vui, phấn khởi, và em muốn gắn bó với hội chạy lần thứ 15 tiếp theo. Lần đầu tiên em đến với hội chạy tôi cho Phật giáo lần thứ 14, chủ đề nó vòng tay lớn, thì khi mà thấy một cái kỷ lục đến với một cái hội chạy như vậy thì em rất là bất ngờ. Đầu tiên là về quy mô, thứ hai là em không nghĩ là với những bạn trẻ như vậy mà làm được sát nhập làm hai cái kỷ lục như vậy, thì em cảm thấy rất là vinh dự khi được đồng hành cùng các bạn. Yêu thương khi trao đi luôn mang những giá trị lớn lao và đầy cảm xúc ngọt ngào. Thành công của hội chạy, các bạn tình nguyện viên đóng góp một phần không nhỏ. Với trách nhiệm khi khoác chiếc áo đỏ xinh tươi trên mình, các bạn đã hết lòng phụng sự cho hội chạy. Các bạn chính là cánh tay nối dài của ban tổ chức để cùng tạo dựng những điều tốt đẹp giúp hội chạy thành công rực rỡ. Và sau tất cả, hội chạy đã được thành tựu. Các bạn tình nguyện viên chính là linh hồn của hội chạy, sợi chỉ đỏ xuyên suốt của những ngày qua. Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp. Đó là những gì mà các tình nguyện viên đã thể hiện hết sức mình trong kỳ hội chạy tuổi trẻ và Phật giáo lần thứ 14 này.